Ghi nhận tại Vũng Tàu, tiếp tục với câu chuyện về một kỹ sư làm việc ở kho cảng BVGas Vũng Tàu đã thành công với sáng kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng và giảm đáng kể thời gian xếp dỡ của tàu. Kho cảng BVGas Vũng Tàu là kho cảng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, xăng nhẹ condensate lớn nhất Việt Nam, được quản lý và điều hành bởi Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam BVGas. Kho cảng là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền khí Bạch Hổ và Nam Cung Sơn, cung cấp 60% sản lượng LPG tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhằm khắc phục hạn chế về chất lượng, số lượng, thời gian khi tiến hành sản xuất sản phẩm LPG cho tàu hay xe bồn, anh Nguyễn Văn Tuân, kỹ sư tự động hóa kho cảng BVGas Vũng Tàu cùng các cộng sự đã nghiên cứu thành công một sáng kiến giúp công ty tiết kiệm hàng tỷ đồng và giúp giảm đáng kể thời gian xếp dỡ của tàu. Theo thiết kế, kho khí hóa lỏng LPG lạnh chuyển đi sản phẩm propane qua tháp gia nhiệt E1501, butan qua tháp gia nhiệt E1601, hoặc đồng thời đưa ra ngoài cả hai cùng lúc để tạo thành LPG định áp trộn đều, xuất cho tàu và xe bồn xuất khẩu. Trong quá trình này, vận hành viên chưa có công cụ để tính chính xác tỷ lệ của propane hoặc butan, dẫn đến không kiểm soát được tỷ lệ sản phẩm. Thời gian chờ đợi kiểm nghiệm mẫu mất từ 60 phút đến 150 phút, khiến lượng tàu ra vào cảng bị hạn chế, làm ảnh hưởng đến năng suất và doanh thu của công ty. Quá trình làm việc 12 năm tại kho cảng BVGas Vũng Tàu, kỹ sư Nguyễn Văn Tuân cùng các cộng sự nhận thấy điều này nên đã tìm tòi nghiên cứu sáng kiến, tích hợp hệ thống điều khiển kiểm soát tỷ lệ chất lượng sản phẩm Send-out LPG trong hệ thống điều khiển phân tán kho lạnh. Bắt đầu từ những cái ý tưởng ban đầu là phải kiểm soát được tỷ lệ, có cái ý tưởng là đưa ra một cái hàm tính toán dựa vào cái thiết kế ban đầu cũng như cái thiết bị đã có sẵn có, kết hợp với lại anh em bên kỹ thuật sản xuất để lập trình đưa ra một cái giải pháp kiểm soát được cái tỷ lệ send out đáp ứng được mọi cái nhu cầu của khách hàng cũng như là theo cái tiêu chuẩn của BVGas. Sáng kiến của anh Tuân và các cộng sự đã tích hợp công thức tính khối lượng hàng theo hệ thống TAN Gauging System TGS vào hệ thống điều khiển phương tán, chuyển đổi thành thể tích đo lưu lượng tại đầu ra hai bơm lạnh thông qua hai van điều khiển lưu lượng, từ đó tính tỷ lệ bơm sản phẩm xuất cho tàu hoặc đưa vào bồn theo như ý muốn của khách hàng, đồng thời kiểm soát được tỷ lệ sản phẩm pha trộn tại tháp gia nhiệt. Hiệu quả đem lại thì độ chính xác kiểm soát tỷ lệ sản phẩm lên đến 98%, đáp ứng được mọi nhu cầu tỷ lệ của khách hàng mong muốn. Sáng kiến tích hợp hệ thống điều khiển kiểm soát tỷ lệ chất lượng sản phẩm send-out LPG trong hệ thống điều khiển phân tán kho lạnh của kỹ sư Tuân cùng các cộng sự đã giúp BVGas tiết kiệm được 500 triệu đồng chi phí lập trình và thiết kế. Đặc biệt, sáng kiến này đã giảm được khoảng 1 giờ thời gian xuất sản phẩm cho tàu, tương ứng giảm từ 2.000 đến 10.000 đô la Mỹ chi phí cho một tàu nước ngoài mỗi lần cập cảng, từ đó góp phần tăng đáng kể công suất khai thác cảng, đem đến uy tín và lợi nhuận nhiều hơn cho BVGas.